Ở cái thời buổi công nghệ 4.0 này thì như anh em cũng đã biết là cái việc kiếm tiền thì nó không còn khó như trước nữa rồi. Đấy. Ngày trước thì toàn bộ là phải là bỏ sức. Đấy, nhiều người để có chất xám thì nói chung là cũng vật lộn rất chỉ là khó. Video này thì mình sẽ là chia sẻ thôi. Cái này thì cũng là cái niềm đam mê. Đấy, anh em mình không khuyến khích, anh em thích thì em có thể là tham gia, mà anh em không thích thì anh em xem ủng hộ mình cho nó vui nhá. Đấy. Có rất chi là nhiều những cái app kiếm tiền như web kiếm tiền. Đấy, mỗi app mỗi web thì nó có một cái giá trị và cái đồng tiền mình kiếm nó khác nhau. Thì ở đây thì mình muốn chia sẻ cho anh em một cái mẹo cũng như là cái thủ thuật để anh em kiếm tiền ở trên cái con app game này, là game đổi thưởng em nhé. Đấy, mình đã nói trước là mình không khuyến khích, cái này là mình chia sẻ cái niềm đam mê thôi. Và cái hình thức kiếm tiền nó như nào thì ở video này thì mình sẽ chia sẻ anh em cùng theo dõi nhá, xem là nó có thực sự là ngon ăn cũng như là nó thực tế hay không. Mình video này mình sẽ không cắt ghép, anh em lưu ý cho mình như vậy. Vốn của mình là 3 triệu 2 nhé em nhá, làm cái gì phải cần vốn rồi. Đấy. Mình chả biết anh em như nào, nhưng mà đối với mình trong cuộc sống cái gì nó cũng phải cần có một cái sự test, thử thách, hiểu chưa? Đấy. Tất cả sự ngu dốt đều trả giá bằng tiền mặt, anh em hiểu chưa? Đấy, thì ở đây nha, mình sẽ nói cho anh em biết cái luật chơi nó như này này. Đối với anh em nào mà chưa biết, ở đây thì nó có cửa nhân 10 này, 20, 30, 40. Đấy, cái cửa này tức là anh em đặt 1.000, anh em sẽ đặt, nếu cửa nhân 10 là sẽ được 10.000 này. Đặt 10.000 cửa nhân 20 này thì là sẽ được 20.000. 30 là 30.000, 40 là 40.000, chưa? Đấy, đặt cửa 5 này sẽ được là 5.000. Thì ở đây thì mình sẽ là chia sẻ cho em một cái mẹo cũng là cái thủ thuật là anh em mình chỉ chơi là 4 cửa nhân 5 thôi. Nhá. 4 cửa nhân 5, cái cửa nhân 5 nào nó ra rồi ấy, là anh em mình bỏ, anh em không chơi cái cửa đấy nữa, hiểu chưa? Chơi 3 cửa nó chưa ra thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy con quỷ gió gì đây. Đấy này, con trước nó ra này, bây giờ nó ra con này này. Đấy, thì con này nó ra rồi thì anh em mới tiếp tục, anh em mình bỏ, anh em mình chơi 3 cửa chưa ra. Đấy, anh hiểu chưa? Rồi, mình sẽ đặt là bắt đầu từ 50.000 đi. Anh em lưu ý nhá, nếu như ví dụ như vốn của anh em mà có 100 hoặc là 200 nghìn thì mình khuyên là anh em là nên là đánh là từ 5 nghìn thôi, hiểu chưa? Nói chung là mình cũng đã test rồi, cái tỷ lệ nó về thì sẽ là cực kỳ là nhiều, cho nên là anh em yên tâm ở cái là cái này. Nó thực sự với anh em, nếu mà nó về nhân 10, 20, 30, 40 đều, tôi thật sự cái bọn nhà cái này nó sập lâu rồi, thật sự. Đấy, bền này, bền thì mình sẽ đánh gấp thép lên anh em nhá. Đấy, bền là mình sẽ đánh gấp thép. Nói chung là cầu nó có bệt tầm độ 2 3 cầu là có chuyện bình thường, anh hiểu chưa? Nhưng mà nó bình thường thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Mình sẽ lên 120 đi. Mình sẽ là gỡ là 50.000 là của tiếng trước. Ở đâu? 50.000 nam phải tầm độ 70.000 của tiếng trước, và mình sẽ là đặt là 50k ở tiếng này. Đấy. Rút ngắn cái thời gian gọi là anh em mình ngồi ê chè, hiểu chưa? Rồi, đấy, tiếp tục lại bệt 3 nha em nha. Rồi mình sẽ gấp tiếp này. Bệt 3 cầu rồi. Nhiều anh em hay chơi những cái app mà gọi là gì, đầu tư sinh lời rồi thì để mẹ mày nuôi con thú, mẹ lại cần nuôi thú, nuôi thù gì. Ui rồi. Chơi tầm độ 1 2 tháng thôi là nó sập, hiểu chưa? Đấy, chính những cái con app như này này. Đấy, cái tỷ lệ mà tôi nói thật sự với anh em về cái độ uy tín nghĩa là cao này. Tính cực kỳ cao. Nhiều em hay đam mê cái bộ môn gọi là sóc đĩa với tài xỉu, nhưng mà tôi vào mấy cái đấy tôi không chơi được, thật thật sự nó hack não kiểu gì đấy nha. Về như năm này anh em có thể thấy là cái tỷ lệ nó về như năm là đến rất rất chi là nhiều phần trăm luôn, cái tỷ lệ mà nó về như năm. Đấy, tiếp tục nha, mình sẽ là đặt tiếp này. Đấy, chỉ chơi anh em mình chỉ chơi là 3 cửa nhân 5, 4 cửa nhân 5, cái cửa nhân 5 là ra rồi anh em mình bỏ, đúng không? Chơi 3 cửa chưa ra rồi. Không tội gì cả, thấy chưa? Đi cái mẹ nó, cầu này nó đang đi bệt, ối dè phết đấy. Đang đi bệt anh em ạ. Nhà anh em phải bình tĩnh, nhớ chưa? Đấy, ví dụ như là vốn của anh em mà có tầm độ bao nhiêu, gấp tiếp này, vốn của anh em mà có tầm độ 1 triệu, ngày hôm nay anh em vào đây anh em muốn chơi là anh em muốn kiếm bao tiền, ví dụ là anh em muốn kiếm 500, ví dụ thế là lên 1,5 triệu là anh em, là mình khuyên là anh em là nên dừng nhá. Đấy, anh em phải chơi được cũng phải biết điểm dừng, cái quan trọng nhất là anh em mình là phải biết là ăn non,
thì đừng có tham làm gì cả. Vốn của mình có 3 triệu thì ngày hôm nay mình vào mình chỉ kiếm gọi là 3 triệu 2, 3 triệu 3 thôi nhớ. Khi mà anh em đã lụm lúa được rồi là anh em mình sẽ là chim cút, hiểu không? Đạt ngày công rồi anh mình lượn thế thôi. Lại đổi nhà cái rồi. Đấy, đổi nhà cái là cũng là nguy hiểm này. Đấy, tiếp tục này. Nói chung là anh em mình chơi là nên là chơi trong chốc lát thôi, hiểu không? Đừng có chơi ấy làm gì cả. Trong nhà cái nó kiểu như là nó soi tài khoản nó cũng rất chi là khó. Nói chung là vốn của mình có ít thì này thì nó cũng chả soi làm gì cả, nhỉ? Nhưng mà cái tâm lý nó nhiều khi nó dở hơi nó mệt mỏi. Đấy, thấy không? Lại chén tiếp. Đó, 3 triệu tư nhá. Nói chung là kiếm vài trăm đơn giản nó là như vậy thôi. Đấy là cái hình thức gọi là và cái mẹo chơi. Anh em có thể là tham khảo nhá. Ở đây thì mình sẽ vã thêm một tiếng nữa đây. Đệm nhẹ phát nhân 10 này. Đấy, làm quả nhân 10 đi cho nó rực rỡ. Mong sao nó về nhân 10 thật thì là lại lụm được 900 thế là. Trời ơi nó không về nhân 10 nó cay. Thôi được rồi, thế là làm 3 triệu rưỡi cũng là ok rồi anh em ạ. Thế là làm 400 nhá. Đấy là cái hình thức cũng như là cái mẹo và cái thủ thuật kiếm tiền ở trên cái con app game là Biển Đỏ này mà mình muốn chia sẻ đến anh em có thể tham khảo nhá. Rồi ok, mình sẽ tạm dừng video thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở những chia sẻ tiếp theo nha. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye.